Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tử Vi Tháng. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Bính Thân sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia. Dù việc lớn hay việc nhỏ thì quý vị cũng đều không nề hà và cũng sẽ dễ đạt được những thành công vang dội. Ngoài ra thì những người tuổi Bính Thân 1956 sẽ trở nên nổi bật hơn với cái tư duy nhạy bén, cái khả năng phân tích tính toán của quý vị cũng sẽ được chú ý vì có những cái sự đánh giá khác biệt so với mọi người xung quanh. Vậy nên trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ gặt hái được những cái thành công nhất định đến với mình. Thêm nữa, trong cái tháng 7 âm lịch còn gọi là cái tháng cô hồn, tháng của âm hồn dã quỷ. Và bên cạnh đó thì nó cũng dự báo là những người tuổi Bính Thân cũng sẽ dễ gặp phải những cái đối thủ cạnh tranh. Trong trường hợp mà có nhiều người cùng cạnh tranh với mình thì quý vị cũng không được xem nhẹ. Dù sao thì họ cũng có thế mạnh mà chưa chắc quý vị đã có được. Bên cạnh đó thì đây cũng là cái cơ hội để cho những người tuổi Bính Thân thể hiện cái năng lực của mình. Bản mệnh còn được đánh giá cao vì cái sự độc lập, bản lĩnh trong một số tình huống. Thậm chí có người còn cứu được cái đơn vị của mình thoát khỏi những cái bàn thua trông thấy do cái sự trả thù của đối thủ. Thêm nữa, trong cái tháng 7 âm lịch nữa là tháng Nhâm Thân, chúng ta có thân mà gặp thân thì nó là tỷ hòa. Vậy nên tháng này thì gặp cục diện tỷ hòa nên là những người tuổi Bính Thân cũng không phải lo lắng hay là suy nghĩ quá nhiều. Đa phần những người tuổi Bính Thân thì đều có cuộc sống thực tại khá là tốt đẹp. Nói chung là được quý nhân tương trợ giúp đỡ và quý vị cũng dễ có được cái công thành danh toại. Bên cạnh đó, con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Bính Thân 1956 thì cũng có những dấu hiệu tăng trưởng đáng mừng. Vậy nên quý vị nên gì suy nghĩ một cách tích cực hơn thì cũng sẽ đạt được những thành tích cao. Nếu như mà gia chủ nhận ra vấn đề và nắm bắt được cái cơ hội ấy, thì mọi thứ nó cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Trong thời gian này cái vấn đề chủ yếu nó phát sinh từ chính bản thân của những người tuổi Bính Thân. Quý vị dễ bị phân tâm hoặc lơ là, lơ đễnh và dễ mắc phải những cái sai lầm thiếu sót trong công việc. Vậy nên quý vị cũng cần phải chú ý. Khó khăn là cái điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Đấy, nếu như mà chúng ta muốn chạm tay đến thành công. Do đó, gia chủ cũng nên học cách mạnh mẽ để đương đầu. Hãy cứ tự tin rằng gì cứ kiên trì thì ắt sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Bính Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Thân 1956 quý vị nhé. Thưa quý vị, khi xét về cái mối quan hệ thiên can thì chúng ta Bính gặp Nhâm, Bính hỏa gặp Nhâm thủy, thủy hỏa là xung khắc, thì nó là gì? Bính gặp Nhâm nó là thất sát. Thất sát thì gặp cái thất sát nó chiếu mệnh. Vậy nên là chúng ta biết ý, thất sát nó là một hung thần. Nó sẽ mang theo những điềm báo tiểu nhân và có kẻ ghen ghét, đố kỵ, hãm hại và vu oan giáo họa cho mình. Nên trong thời gian này những người tuổi Bính Thân ý, cần phải hành xử một cách khéo léo, thận trọng, tuyệt đối tránh nóng vội và bốc đồng. Các cụ nói là gì? Dục tốc thì bất đạt. Quý vị suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động để giảm thiểu những rủi ro xuống cái mức thấp nhất. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Bính Thân ấy, đi làm để làm việc chứ không phải để tranh cãi hay là phê bình những người khác. Quý vị hãy tập trung vào cái nhiệm vụ của mình. Khi mà người khác gây khó dễ thì quý vị cũng sẽ nhẹ nhàng góp ý, cố gắng khống chế cái cảm xúc của mình. Nếu không ấy thì những đồng nghiệp bên cạnh quý vị có thể là gì? Trở thành những cái kẻ tiểu nhân mà ngáng đường cản lối quý vị trên con đường công danh sự nghiệp ở tương lai quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó trong cái tháng 7 âm lịch nó là tháng Nhâm Thân, thì trong cái địa chi thân này quý vị thấy ẩn tàng ba thiên can là Canh, Nhâm và Mậu. Thì chúng ta có Bính mà gặp Canh thì nó là cái vận thiên tài, Bính gặp Nhâm là thất sát và Bính gặp Mậu thì nó là thực thần. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cát tinh, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta xét Bính mà gặp Canh thì nó là vận thiên tài. Đấy, nói chung ấy, trong cái tháng này thì được thiên tài là chiếu mệnh, đâm ra là con đường làm giàu, con đường kiếm tiền của những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng, nữ mạng thì đều trở nên hanh thông thuận lợi hơn. Và quý vị cũng sẽ có một cái nền kinh tế ổn định, thu nhập thì đều đặn. Do là gì? Những người tuổi Bính Thân đã kiểm soát tốt cái tình hình tài chính. Bên cạnh đó
thì cái mức thu nhập của những người tuổi Bính Thân ấy, đặc biệt là những người làm công ăn lương thì cũng không giảm, nhưng mà với những người mà kinh doanh buôn bán ấy thì cũng sẽ có những cái sự đột phá tăng vọt lên. Một số người tuổi Bính Thân còn có cơ hội là trúng số đổi đời. Thưa quý vị, tài lộc thì nó lên nhanh như diều gặp gió. Nói chung ấy, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái vận thế, khiến cho mọi việc được suôn sẻ hanh thông. Đầu tư trong giai đoạn này thì cũng sẽ mang lại được cái lợi nhuận đáng kể. Những người tuổi Bính Thân cũng cần phải luôn nhớ nhá, không nên sa đà vào cái chuyện là cờ bạc đỏ đen, hoặc là gì, nhất là cái mùa Euro này, cái mùa đá bóng này, quý vị mà cứ xuống tiền một cách vô tội vạ thì rất dễ bị trắng tay, thậm chí là gì, phải bán nhà trả nợ. Bao nhiêu cái gương ở ngoài kia nó đang xảy ra trong mỗi cái mùa bóng đá rồi, do đó quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhá. Thêm nữa, chúng ta có Bính gặp nhâm là Thất sát, thì cái Thất sát nó khiến cho con đường quan vận, con đường sự nghiệp của những người tuổi Bính Thân gặp nhiều trắc trở, và quý vị cũng cần phải lưu ý về cái vận hạn tiểu nhân đến với mình. Thêm nữa, chúng ta có Bính mà gặp Mậu thì nó là thực thần đấy, thì được cái thực thần nó soi chiếu, vậy nên là cái lĩnh vực làm ăn buôn bán của những người tuổi Bính Thân ấy cũng sẽ có những bước tiến triển tốt đẹp. Trong thời gian này, quý vị có lộc ăn uống, dễ được người thân bạn bè mời đi tham gia những cái bữa tiệc tùng, hoặc là mở rộng cái quan hệ hợp tác kinh doanh làm ăn. Cái chuyện hợp tác tốt đẹp nó cũng sẽ tạo ra cái lợi nhuận dồi dào. Những người tuổi Bính Thân sẽ cũng tìm được những cái cơ hội mà tăng cái doanh thu nhờ vào những mối khách hàng thân quen. Nhìn chung ấy, thời điểm này thì cái cơ hội tài lộc nó đến với những cái người tuổi Bính Thân khá là nhiều đấy. Quý vị hãy chú ý để gì, nắm bắt cái thời cơ, không nên để cho cái thời cơ nó trôi qua hoặc là để rơi vào tay người khác. Ở cái thời điểm vận khí đang lên thì những người tuổi Bính Thân nên tập trung vào làm ăn theo con đường chính ngạch, tuân thủ pháp luật thì ắt cũng sẽ thu được những cái may mắn tài lộc nhất định đến với mình. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên gì, năng làm việc thiện, có thể thông qua đó quý vị sẽ tìm được những cái cơ hội để kết giao thêm những người bằng hữu mới, và thường là những người giàu sẽ có những cái quan điểm trùng nhau và họ cũng rất thích đi làm việc thiện, và từ đó quý vị cũng có thể kết giao thêm được nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái bằng hữu tốt. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Bính Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Thân 1956 quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về vận hạn của những người tuổi Bính Thân. Đó. Nam mạng thì đầu tiên chúng ta biết nam mạng tuổi Bính Thân năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì họ gặp cái hạn là cái hạn cái sao Văn Hớn, và gặp cái hạn là cái hạn Địa Võng. Thì quý vị biết ấy, cái Văn Hớn nó là một cái hung tinh đấy. Trong năm ở cái sao này chiếu mệnh thì công việc làm ăn nó cũng chỉ ở mức độ bình bình, không có sự đột phá đó. Thì ngoài ra những người tuổi Bính Thân cũng dễ vướng vào cái chuyện khẩu thiệt thị phi, hoặc là gì, trong thời gian này sức khỏe cũng bị suy giảm, vậy nên quý vị cũng cần phải đề phòng cái chuyện là thương tật, ốm đau, bệnh tật trong thời gian này. Bên cạnh đó, cái họa thị phi nó cũng gây ra những cái chuyện kiện cáo liên quan đến pháp luật, vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Và cái sao này nó xấu nhất vào 2 tháng, đó là tháng 2 và tháng 8 âm lịch, vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng nhé. Thì bên cạnh cái sao Văn Hớn, những người tuổi Bính Thân lại gặp cái hạn năm là cái hạn Địa Võng, đúng không? Các cụ nói là gì, Địa Võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói đa đoan dày dà. Nói chung ấy, gặp cái hạn Địa Võng thì những người tuổi Bính Thân sẽ bị gặp những cái hung họa, gặp những chuyện xui xẻo, nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến đời sống, đến sức khỏe và đến tinh thần cũng như là sự nghiệp của những người tuổi Bính Thân. Vậy nên những người tuổi Bính Thân nam mạng trong thời gian này thì cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cân đối giữa công việc và chuyện nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên tích cực luyện tập thể dục thể thao để nâng cao cái sức đề kháng trong cơ thể. Thêm nữa, cái hạn Địa Võng nó còn làm cho cái tâm trạng của những người tuổi Bính Thân trong thời gian này dễ bị cáu gắt, từ đó gây ra lục đục trong gia đình, nội bộ thì mâu thuẫn, cái hòa khí trong gia đình nó cũng không được tốt. Vì vậy mà quý vị cũng là người lớn tuổi trong gia đình cũng nên là chủ động hòa giải và hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe những cái tâm sự của mọi người xung quanh nhiều hơn.
Và để hóa giải cái sao văn hớn và cái hạn địa võng thì những người tuổi Bính Thân cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó sẽ giúp quý vị được tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ, từ đó mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo nhé. Vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là nam mạng, thì còn với nữ mạng tuổi Bính Thân 1956 thì trong năm quý vị gặp cái sao La Hầu và cái hạn địa võng, đúng không? La Hầu nó là một cái hung tinh ấy, thì các cụ có câu là gì? La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng riêng tai ách giữa đảng phải mang, tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Nói chung ấy, trong cái năm 2024, những người tuổi Bính Thân thì lại gặp cái sao La Hầu chiếu mệnh, nên là cái sức khỏe nó bị suy giảm mạnh. Có thể mắc bệnh nghiêm trọng và phải điều trị rất lâu mới có khỏi. Vừa vì vậy mà vừa tốn kém lại vừa ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Thêm nữa, cái công việc làm ăn của những người tuổi Bính Thân có thể bị gì thua lỗ, hoặc là gì làm ăn có thể gặp những chuyện thất bại. Bên cạnh đó thì vận trình tiền bạc tài lộc nó cũng bị sa sút không yên. Và cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng riêng và cái tháng 7 âm lịch. Quý vị nên tránh hai tháng ấy để làm những việc quan trọng quý vị nhá. Đặc biệt tháng 7 lại được coi là cái tháng cô hồn nữa. Nếu mà quý vị không cẩn thận thì sẽ gì bị ảnh hưởng đấy. Những người tuổi Giáp Thân cần phải cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói, phải nhẫn nhịn để tránh xảy ra những xung đột, những mâu thuẫn, đặc biệt là trong chuyện làm ăn kinh doanh hay là với bạn bè, với gia đình. Quý vị cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình, đặc biệt là chăm sóc về cái chuyện tai mắt và máu huyết, giữ cái tinh thần luôn được vui vẻ, lạc quan, luôn bình tĩnh để đón nhận những cái vấn đề và tìm cái hướng giải quyết tối ưu nhất. Thêm nữa, quý vị lại gặp cái hạn địa võng nữa. Các cụ nói là địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói, xanh đoan dày già. Nói chung ấy, khi mà gặp cái hạn này thì quý vị sẽ gặp chủ yếu cái họa về thị phi, mồm miệng và da. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải chú ý khi ăn nói, khi giao tiếp với những người khác, tránh tỏ ra cao ngạo, tự đại, kẻo mà gì làm ảnh hưởng đến cái tiểu nhân. Họ sẽ tìm cách gì ghen ghét, đố kỵ và sinh ra lòng hãm hại, tìm cách phá hủy những cái thành tích mà quý vị đã đạt được. Đó. Trong thời gian này để hóa giải cái sao La Hầu và cái hạn địa võng ấy, thì những người tuổi Bính Thân 1956 nữ mạng quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước nó có hình chữ vạn, mặt sau là chữ phúc, phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Thì quý vị biết đấy, đá ruby là một loại đá quý trong phong thủy, nó được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Khi mang theo bên mình nó sẽ giúp quý vị được tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ. Đặc biệt cái vật phẩm phong thủy này nó cũng sẽ giúp xua đuổi tà ma chướng khí, giúp quý vị có một tháng bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh những vận hạn đó thì trong cái tháng 7 âm lịch ấy, những người tuổi Bính Thân nam mạng và nữ mạng thì đều gặp cái lưu niên quan phủ nó chiếu mệnh. Nói chung ấy, trong tháng này cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Bính Thân chịu ảnh hưởng của cái hung tinh, lại thêm cái quan phủ nó ngáng trở nữa. Có những lúc công việc thì không được trôi chảy suôn sẻ như ý muốn vì bị kẻ xấu kèn cựa. Và những người tuổi Bính Thân phải mất rất nhiều công sức. Nói chung trong thời gian này thì quý vị dễ vướng vào cái họa thị phi kiện tụng. Nói chung ấy, xét kỹ thì cái cơ hội để mà thăng tiến cũng không cao. Và gia chủ cũng nên là giữ vững vàng cái vị trí của mình, làm tốt cái nhiệm vụ được giao, chớ nên hao tâm khổ tứ, dễ bị mọi người gì ghen ghét đố kỵ. Trước khi quyết định bất kỳ điều gì thì những người tuổi Bính Thân cũng nên điều tra kỹ càng, suy nghĩ cẩn trọng rồi mới hành động. Đừng có làm việc theo cái trực giác, nếu không ấy, thì sự nghiệp của quý vị dễ vì thế mà tan tành. Quý vị cũng nên đề phòng những kẻ dắt tâm gieo rắc cái tin đồn và cẩn thận với những cái ảnh hưởng xấu đến cái sự nghiệp sau này. Thêm nữa, trong tháng lại gặp cái liên liên phi liêm, thì cái phi liêm nó cũng là một cái hung tinh, nó nhắc nhở quý vị trong công việc luôn phải đề cao cảnh giác, cẩn thận khi mà hành xử, đặc biệt là ký kết những loại giấy tờ văn bản ấy. Quý vị tập trung tinh thần cao độ, đừng có lơ là, kẻo mà các cụ có câu là bút xa thì gà chết. Ký tá không đúng rồi vậy lại phải bỏ tiền ra đền bù thiệt hại, cũng như là gì nó ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh nữa. Đồng thời, quý vị cũng cần phải thận trọng trong các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Đừng có nghe lời phỉnh nịnh mà giao tiền bạc, giấy tờ nhà cửa cho kẻ xấu, kẻo gì mất cả chỉ lẫn chài. Thậm chí, nghiêm trọng hơn còn có thể dính dáng đến pháp luật và mang họa quan trưởng lao ngục.
Những người tuổi Bính Thân vốn là những người điềm tĩnh, chắc chắn trong cái suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nó tác động và cái áp lực tứ phía, đôi lúc bản mệnh cũng thiếu sáng suốt và bị cảm xúc nó lấn át. Có thể cái hành động bột phát, nóng vội mà bất chấp hậu quả. Thời điểm cái vận khí đi xuống thì tốt hơn là quý vị nên lấy ổn định làm trọng, tiếp tục tập trung vào giải quyết những cái dự án cũ và những hạng mục mới thì quý vị nên tính sau. Đừng quá ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Tuy nhiên trong tháng thì vẫn còn một vài cái điểm sáng, có cái lưu niên trường sinh nó hỗ trợ, được cái lưu niên trường sinh nó hỗ trợ, đâm ra nó đem về cái vận khí hanh thông hơn. Gia chủ hãy mạnh dạn thực hiện những cái điều mà mình mong muốn, đặc biệt là những cái việc chưa hoàn thành ấy. Quý vị hãy cứ tự tin vào cái năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và cái kinh nghiệm sẵn có của những người tuổi Bính Thân ấy cũng sẽ giúp cho gia chủ vượt qua những khó khăn. Nếu như quý vị có ý tưởng quyết đoán để làm cái việc gì đó thì cũng có rất nhiều cái lợi thế nó đồng hành trong thời gian này. Khi mà chủ động nắm bắt được thời cơ, đủ quyết tâm và cái sự tin tưởng vào chính bản thân mình thì không khó để quý vị được đề bạt và hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ hơn. Còn nếu mà cứ chần chừ do dự, thiếu quyết đoán thì cho dù cơ hội nó có bày ra trước mắt thì quý vị cũng khó lòng mà vươn đến cái thành công được. Không thể không kể đến những cái mối quan hệ xã giao cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho quý vị. Vì vậy, dù có gặp phải khó khăn thì quý vị cũng hãy gì nên chủ động nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Một số người cũng sẽ có cơ hội đi công tác, vừa là dịp để quý vị mở mang tầm nhìn, nhân tiện lại có thể chứng minh được cái năng lực của bản thân. Hơn nữa, trong thời gian này quý vị cũng tìm kiếm được nhiều cơ hội lớn đến với mình. Mặc dù là tháng này là tháng gặp nhiều xui xẻo, nhưng mà đây cũng là một cái tháng mà nhiều cơ hội nó mở ra. Giàu có hạnh phúc đến đâu là do những người tuổi Bính Thân có nắm bắt được hay không mà thôi. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.